Hello. Hôm nay ở nhà làm cái này, mình mới học được cái cách mà ăn cereal rồi làm sao mà đóng close cái box of cereal nó không có bị đổ nè. Đây ha, cái mình mở ra nè. Giờ thường thường cái gió nó dập vô cái em đập vô, cho mình để cái này vô, để cái này vô. Ở đây cũng vậy nha, bỏ nó vô mẹ nó mệt. Đây mình hầu kéo dưa, mình hầu kéo dưa, mình hầu kéo dưa, mình hầu kéo. Sườn làm không có đổ nha. Cái này là cái này mà còn mới, cái bịch còn nguyên, nó trọng. The whole box in cho nên nó không có khô rồi. Cái bịch còn nguyên. That's real.